Rồi đó, giới thiệu đi, giới thiệu đi. Đây, xin giới thiệu đây gia đình bà con của cậu của Hiếu. Đây là Hiếu mời về ăn đám giỗ của miền Tây. Hôm nay rất là hạnh phúc về được miền Tây, lần đầu tiên ăn đám giỗ miền ở miền Tây trong nước. Cầm cá lóc dở lên. Mày có ông ảnh nướng cá lóc nướng tôi mà đem ra phải đập vô đầu mới nướng được. Rồi gì đồng đá mà sới được. Đồng đá mà đập cái bể đầu á, giỡn. À, thấy ông cầm cũng vui không cả nhà? Thấy ông cầm vui không? Đó, tôm càng nè, cá lóc nướng chui nè, tôm sông đó, tôm sông, tôm càng nó bánh xèo, à, cá lóc nè, bự chà bá nè, thấy không? Ông này là ông dễ chà đó. Mà ông này là ông bắt tôm với sông nè, đó. Ông kia là ông bẻ ổi đó. Tôm này nhỏ quá phải không? Hai trăm ngàn vú sữa mà đẹp nhất bự ngực là ổng đây mấy công. Ông này là chuyên chùm về bắp và xây nhà luôn rồi đó. Ông này là thầu xây dựng nè, vậy xây Việt Kiều đây kiếm này nè, ổng áo sọc rồi nè đó, cứ xây nhà kêu ổng là xong. Ông này, sao ông này sao kiếm công ba một năm 3 tỷ nè. Đâu ông nào, ông nào, ông này hả? Ông này đây 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 đó, chùm chùm sầu riêng nè. Bán có 180 ngàn ký hả? Còn mà Việt Kiều về mà muốn trồng cây kiển á, cậu ông này phải không? Không không, ông này trồng cây kiển phải không? Ông này trồng cây kiển phải không? Chùm về trồng cây kiển nè, đó. Để một cái hết này tới kia cũng như nhà hàng phải không? Đúng rồi. Là ăn ngon mà. Để cá lóc này hết bưng ra thấy cá này Đức Mẹ Việt Nam là vô phái cũng gần triệu rồi, cái kêu cái khác cái triệu nữa phải không, 200-700 gì á. Cầm ơi, ông ăn rau chừng bị trúng độc á. Nó có thêm vô hả? Nó tụi nó nói ông ăn trúng độc á. Đem bánh xèo cái nó bưng rau đồ ra. Rau dừa người ta đó nè, nè ông cầm bữa rau đi cho nó thấy đó, ổ rau đó, đó ổ rau nó ăn đi đó, lá cách đây tùm lum rau vườn đó, rau vườn á, đá vô quá đã luôn, rau mê rau. Ờ đó, vậy là hai ông ở chung đúng rồi. Đúng rồi, rồi bên đó mê rau thấy bà luôn à. Rau mắc lắm, rau mềm lắm, không rau đó là mua là hết cân ký gram ở đây cũng ký gram cũng vậy mà ký bên đó có 10 đô à. Còn đây chắc được 10 ngàn. 10 ngàn là bao nhiêu, được như là kêu là bao nhiêu tiền? 50 sen. 50 sen hả? Còn bên đó có 10 đô ký rau à. Tính tiền mình ơi, tính ra đâu có nhiêu tiền ngay. Thì ở bản ví dụ như ký rau 100 ngàn ở đây thì mình 10 ngàn. Có gì đâu vô. Việt Nam cái gì cũng rẻ. Ngỗ rào thôi, đứng xuống mấy bạn thôi, đưa cái gỗ ra tàu. Không ăn rào thấy mê không? Bà để dưới này nó lấy bưng ngay bà. Mấy bà đi. Đây. Đó, để nó đi. Bỏ con rau vô. Cái này ăn rau mà. Rau bên đây một gỗ nè. Đó, ăn rau đâu không thuốc. Vô ăn. Đó, về miền Tây thấy không cầm cũng vui không? Đó. Giờ này mình không về, mình bệnh xúc tiết thấy bà luôn rồi nè. Mà xúc đâu có xúc nguyên, tức là xúc khoảng chừng 15-20 phút bắt đầu vô nghỉ xong xúc tiếp. À. Lạnh quá sao chịu nổi? Lắp đi, lắp nhà mình hả? Không xúc là nó không vô được. Đừng đi. Tiết đóng băng đá hả? Ừ. Tiết khủng khiếp mà. Không, cái tự ban em thôi. Cái tự ban nhưng mà nữa cái tự ban đó là dễ sống. Như vậy là anh ở với Hiếu này ở tiểu bang mấy? Minnesota. Mỹ nó Mỹ nó sô ta. Đây tao mình ha. Tháng 6 tháng 7 âm lịch rồi ta cũng đi bển nè. Đây hả? Đi bạn biết hay bao đi mở. À, đi du lịch phải không? Ừ. Rồi cứ qua đi để rồi mà con ở đây rồi sao mình tiếp dưỡng được. Cá này là đặc biệt vài trăm ký đó, cá nướng đó. Cá này đặc biệt. Kêu cá gì đó? Cá chép. Cá chép à? Chép giòn. Chép giòn. Ông phải bắt á hay nói từ cá chép giòn đó, ông nghe chưa? Mình không biết cái gì vậy đó. Tôm cũng tươi. Cá lóc cũng chua. Tôm này nhỏ, tôm này nó anh Sáu nó là nhỏ, phải 200 gram con mới chịu. Tôm này ăn bậy bạ chơi vui thôi.
cá lóc nè, đó cá lóc nướng chui nè, nó con này nè. Nhưng mà cái này biết sao ăn nhiều nó gút, ra người Việt Nam ở khi nào ăn gút phải không? Ăn nhiều gút không? Gút là bị bệnh nó mày ơi. Là bị teo cơ. Cái mày hiểu mà trứng chó là tự cái gì đó không? Trăm ngàn mà chúng không? Bữa ai mua cho ông? Rồi kết thúc ha, nghỉ sơ sơ được rồi. Chửi à? Không được, đừng có chửi, tôi mời gì miền Tây nắm dỗ chơi với chửi tôi không mời đó. Quá ngon, quá tươi, quá đẹp. Vậy ha.